làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba? Có thể nhìn được các chiều không gian khác, thấy được quá khứ và tương lai. Có thể phóng to hình ảnh những phân tử, sinh vật vô cùng nhỏ mà khoa học hiện đại chưa đạt tới. Đó là điều người ta biết về con mắt thứ ba, thiên mục. Vậy thiên mục là gì? Liệu những câu chuyện huyền bí hàng ngàn năm qua xoay quanh thiên mục là sự thật hay chỉ là truyền thuyết? Và làm cách nào để khai mở nó? Trong tôn giáo, con mắt thứ ba được xác định nằm ngay chỗ trước trán, giữa hai lông mày, dịch lên trên một chút. Con mắt này không lộ ra bên ngoài mà ẩn sâu bên trong não người và có chức năng siêu việt hơn mắt thường. Thể tùng quả tượng trưng cho luân xa thứ sáu được nói tới trong tín ngưỡng của thời kỳ Vệ Đà, là cửa sổ của thần Rama như được biết trong Ấn Độ giáo. Đây cũng là thiên mục như người Trung Quốc cổ đại vẫn gọi, hay nêu hoàng cung mà các đạo sĩ đặt tên. Tuy nhiên, con mắt này tồn tại trong mỗi người ở dạng tiềm ẩn. Chúng chỉ sử dụng được khi đã được khai mở. Giới tu luyện gọi là mở thiên nhãn. Khi đó, người được khai mở thiên nhãn hay còn gọi là thiên mục sẽ xuất hiện các khả năng đặc biệt, gọi là công năng đặc dị. Trong tác phẩm Biển Thước Liệt Truyện của Sử Ký có ghi chép rằng, Biển Thước có khả năng nhìn được màu sắc bên trong nội tạng của con người. Trong Thái Bình Thiên Quốc Sử có ghi chép, Hồng Tú Toàn cũng có khả năng này. Ông chữa được các bệnh bại liệt và tai điếc chỉ bằng việc nhìn mặt là khỏi. Con mắt thứ ba, thể tùng quả. Các nhà khoa học đã tiến hành hàng loạt những cuộc nghiên cứu giải phẫu não người. Họ đã đi đến kết luận, bên trong hộp sọ của con người còn có một con mắt. Thể tùng quả bên trong não bộ chính là nơi chứa con mắt thứ ba bí ẩn này. Họ cho biết, ở phía trước thể tùng quả có một loại từ trường. Nó có thể hội tụ các tia chiếu và có tác dụng quét hình ảnh. Chuyên gia sắc tố thị giác nước Anh Jim Beaumont nói rằng, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, thể tùng quả của một số động vật có thể đóng vai trò tương tự con mắt. Nghiên cứu này đã trực tiếp chứng thực điều này. Các nghiên cứu ngày nay đã phát hiện, thể tùng quả không chỉ có cơ sở cấu trúc cảm quan, mà còn có hệ thống truyền tín hiệu cảm quan, với đầy đủ sắc tố võng mạc. Đôi mắt bình thường của con người chỉ là ống kính của máy ảnh, có vai trò hội tụ, tập trung các tia sáng. Trên thực tế, thể tùng quả con người khá phát triển trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, thông thường sau 7 tuổi nó bắt đầu rút nhỏ và không ngừng thoái hóa. Điều đặc biệt là thể tùng quả vẫn có thể đáp lại kích thích theo một cách tương tự như mắt thường nếu khu vực đường dẫn phía trước của thể tùng này được phơi ra ánh sáng. Phẫu thuật khai mở thiên mục. Trong cuốn tự truyện có tựa đề The Third Eye, con mắt thứ ba, của Lạc Ma Tây Tạng Lhotshan Rampa, người có bằng y khoa từ trường Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông đã diễn tả cuộc phẫu thuật khai mở thiên mục của mình. Giữa hai lông mày của ông được phẫu thuật để đánh thông vào thể tùng quả trong não. Sau lần phẫu thuật, bản thân ông có thể dùng con mắt thứ ba để nhìn những thứ mà mắt thường không thấy. Các giải phẫu y học phương Tây hiện đại phát hiện rằng vị trí của thể tùng quả trùng khớp với vị trí của thiên nhãn, tức con mắt thứ ba mà những người tu luyện miêu tả. Cho đến hôm nay, có rất nhiều học thuyết tu luyện cho rằng mọi người đều có con mắt thứ ba. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể khai mở và sử dụng con mắt này. Trên thực tế, chỉ những người sống lương thiện, thiền định, luyện công, nâng cao phẩm hạnh, v.v. mới được sở hữu thiên mục và sử dụng thiên mục. Phần lớn con người đều tin rằng những sự vật mà đôi mắt thịt này nhìn thấy mới là thật, còn những điều không nhìn thấy thì không tin. Thật ra trên thế giới đã có rất nhiều người thông qua những phương pháp tu luyện đã khai mở được con mắt thứ ba của họ. Con mắt thứ ba đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận biết, giao tiếp của họ với các không gian và sinh mệnh ở các thế giới mà mắt con người không nhìn thấy được. Sau khi con mắt này được khai mở, họ mới thực sự hiểu được điều chân thật của thế giới, vũ trụ và cũng nhận ra đôi mắt thịt có năng lực vô cùng hạn chế. Trong khi giới khoa học còn có hiểu biết rất hạn chế về con mắt thứ ba,
Những người thực hành tín ngưỡng và tôn giáo từ lâu đã biết đến sự tồn tại của con mắt này. Những người tu luyện cho rằng con mắt thứ ba của trẻ em từ 6 tuổi trở xuống rất dễ được khai mở và nhìn rất rõ ràng do các bé còn ngây thơ. Còn người trưởng thành rất khó khai thiên mục do có nhiều ham muốn và dục vọng. Giải thích này khá trùng hợp với phát hiện của giới khoa học. Trẻ em dưới 6 tuổi thì thể tùng quá ít bị vôi hóa, còn thanh niên trưởng thành hầu hết bộ phận này bị vôi hóa. Hiện nay, con mắt thứ ba hay thiền mục được khai mở chỉ giới hạn trong những nhà sư, khí công sư, người không có tâm chấp trước hay những người tu luyện chân chính. Ở Việt Nam, tiêu biểu là trường hợp cô Hoàng Thị Thiêm, người được đài truyền hình NHK Nhật Bản gọi là siêu nhân ba mắt, có thể nhìn thấy đồ vật khi đã bịt mắt. Còn trên thế giới có cô gái người Nga Natasha Demkina, 32 tuổi với khả năng nhìn thấu thân thể. Vũ trụ bao la, thân thể con người huyền bí. Dù ta giỏi đến mức nào, con người vẫn bị gò bó trong cái khung chật hẹp của kiến thức và nền giáo dục. Tự như một ánh sáng nhỏ trong bầu trời đêm đầy sao, điều con người biết chỉ là một trong vô cùng những điều bí ẩn mà chúng ta chưa nhận thức đến.